Chào cô chú anh chị và các bạn, hôm nay là mình sẽ đi quay cái phim trường này. Thì nếu mà anh chị và cô chú có đi ngang phim trường thì ghé tham quan ha. Thì như là còn 2 ngày nữa thôi là tới Tết Dương lịch rồi. Thì hôm nay mình quay cảnh phim trường này gửi đến cho các bạn ha. Các bạn thấy không? Cái này là cái lối vô nha các bạn. Cái này là ngoài cái khu ngoài. Cái phim trường thì nói chung ra mấy bạn vô đây chụp ảnh làm một bộ ảnh cho mình ha. Còn cái cổng đó là cổng đường đi vô các bạn. Còn đây là cũng sắp tới Tết ta mình rồi. Thì ở đây cũng đang trang trí các bạn. Trang trí là như là có một cái dù siêu to, siêu khổng lồ luôn. Đây là có những cái cây mai ha, có những cô gái đang ngồi chụp hình ha. Còn đây là cái đường đi vô trong phim trường. Cái lối vô cặp bên có mấy cái giàn hoa các bạn không, đẹp tuyệt vời ha. Còn cái ở trước kia thì cái cối xe gió. Đó, đường đi vô ha. Đây là những cái view này để mấy bạn nào mà yêu thích selfie á, mấy bạn vô đây chụp một bộ ảnh để làm kỷ niệm ha. Còn đây như là phim trường này thì như là Tết vẫn hoạt động bình thường nha các bạn. Như là có ai tổ chức MV ca nhạc hoặc là cưới hỏi sinh nhật tiệc tùng gì đó là ở đây là đều nhận hết nha các bạn. Mấy bạn vô đây là cái phim trường này rộng, cực kỳ rộng luôn các bạn. Ở đây là ngoài cái khu này là cái khu bán vé, nhưng mà cũng có bán nước, đồ ăn nhẹ cho các bạn luôn ha. Mấy bạn vô đây đi xa tham quan có mệt có khát nước á thì đây sẽ phục vụ nước luôn ha, có nước luôn. Còn ở chỗ này á thì mấy chỗ này là cũng có dịch vụ cho thuê đồ để mình chụp hình đó các bạn. Đây là cái khu vực mà để mình thuê đồ để mình chụp hình ha. Mấy bạn đi khỏi cần mang đồ theo, vô đây mình thích bộ nào mình thuê bộ đó mình bận để mình chụp hình, tạo một cái anh bông bảnh đẹp tuyệt vời luôn các bạn. Nói như là nói chung ra đồ đây là đồ đẹp không các bạn. Còn ở ngoài này thì cái view ngoài này thì như là bạn nào buổi sáng thư giãn ha, ngồi để uống cà phê ngắm cảnh trong phim trường. Còn đây là cái lối để mình vô bên phòng mà backup đó các bạn. Đây lối đây là mình cứ đi thẳng vô phòng backup ha. Rồi bây giờ mình sẽ vô phòng backup ha. Trước khi mấy bạn chụp ảnh á thì mấy bạn cứ đi thẳng vô trong phòng makeup này. Thì như là trong đây vẫn có đèn, có bàn, có kiếng để cho mấy bạn makeup ha. Đây thường thường mấy đoàn phim lớn với đoàn ca nhạc các bạn cũng thường vô đây để thuê cái cảnh ở phim trường này đóng phim làm MV lắm. Phòng makeup này nói chung là rộng các bạn, sức chứa có khoảng mấy chục người lận á. Mấy bạn cứ vô đây là mấy cái phòng makeup này là mình không có tốn tiền gì hết, mình chỉ là mua một cái vé để mình vô đây thôi. Là vô đây có phòng makeup cho mấy bạn trang điểm ha. Mấy bạn thấy không? Cái phòng makeup mấy bạn thấy không? Rộng, cực kỳ rộng luôn. Vẫn có kiếng có đèn nha, tại vì hôm nay mình đi vào buổi sáng nên là mình không có bật đèn tại vì nó sáng các bạn. Rồi bây giờ mình tiến ra khu ngoài ha các bạn ha. Khu ngoài này á là cũng như là cái tòa lâu đài xây theo kiểu phong cách của châu Âu á các bạn. Đó, mấy bạn vô đây là có châu Âu, châu Á.
nó nằm ở trong phim trường này ha. Mấy bạn thích view nào, thích cảnh nào thì mấy bạn cứ tha hồ mà chụp hình, tha hồ mà quay phim ha. Nó như là cái lối này vậy, thì mình đi thẳng xuống dưới cái khu phố Hội An. Ở dưới con sông này cũng có thuyền để cho mấy bạn bơi đi nữa nha. Rồi còn đây á, là nguyên cái dàn cây anh đào, nhìn thấy bông đẹp rực rỡ luôn các bạn. Tại vì nói chung nghe bông này á, là bông giả nha các bạn, mà nhìn giống hệt như bông thiệt luôn. Còn đây là những cái view này là mấy bạn vô, mấy bạn chụp ảnh, mấy bạn làm một bộ album ảnh cực kỳ tuyệt vời luôn. Hoặc là nhất là mấy bạn nào mà có đám cưới hoặc là sinh nhật đó, mấy bạn vô phim trường này mấy bạn thuê, các bạn tha hồ mà chụp ảnh ha, tha hồ mà cho bạn bè selfie. Rồi bây giờ mình ra khu Hội An ha, đúng là đò tòa lâu đài cắt theo kiểu phong cách của châu Âu các bạn, nhìn thấy đẹp tuyệt vời ha. Rồi giờ mình tiến ra cái khu phố Hội An ha. Đây là khu phố Hội An. Vẫn có mai, vẫn có lồng đèn ha. Đằng kia thì vẫn có những cái tấm liễn, những câu đối rồi ha. Phim trường thì rộng lắm các bạn vô đây là thoải mái, nhiều cảnh đẹp lắm. Còn đây là cái cầu để mình đi qua bên đó, là cái đang bên đó là đang làm một cái view, cái cảnh nhà thờ các bạn. Thì cái này là đang tiến hành làm, chắc cái này là nghe anh chủ nói là cái này chắc cả khoảng qua Tết xong. Thì mấy bạn nào mà ở bên đảo đó có đám cưới hoặc là đi vô đây nè, các bạn có một cái nhà này mấy bạn làm lễ cực kỳ tuyệt vời luôn các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến vô khu trong các bạn. Cái khu khu trong này là mấy bạn thấy không? Nên là bố trí cảnh mấy bạn thấy không? Rất là bắt mắt, rất là tuyệt vời luôn. Đây là đang chuẩn bị làm mấy cái view này để cho các bạn vô đây chụp hình xuân 2023 ha. Đó, vô đây là mấy bạn cứ vô đây chụp hình thôi. Mỗi một cảnh á, là mỗi một kiểu hình mà mấy bạn chụp hết phim trường này á, là nguyên một cái anh bông ảnh của mấy bạn á, là đầy nhóc luôn á. Còn đây á, là cái nhà mai, này cũng là cái view nha các bạn, vẫn có dải ha, rồi vẫn có dàn mai ha, còn đó vẫn có cửa sổ. Nhà Mai Thúy đó, cái dàn mai này là cũng là rất là cổ nha các bạn. Giờ đằng kia thì có chiếc Honda Dam. Còn đây là theo cái phong cách là cổ xưa nha các bạn. Hồi xưa thường thường á, là cũng có cái tủ ha, rồi mình để cái tivi trắng đen lên ha, như là có xe Honda hồi xưa, như vậy là nhà giàu luôn các bạn, quyết lắm đó nha.
những cái cảnh ở phim trường này mấy bạn thấy sao? Đẹp tuyệt vời ha. Mấy bạn mà vô đây mà chụp hình một cái là thôi, quên cả lối về luôn á. Toàn là view đẹp không. Cái là xuân này mà mấy bạn nào mà ở Bình Dương ha, mấy bạn thoáng qua ở phim trường thì review này ha, bạn chụp vài tấm ảnh hoặc là vài album ha, về là làm kỷ niệm tuyệt vời luôn các bạn. Nó như là trang trí theo cách cổ điển mà các bạn thấy không. Nó như là xuân cũng sắp đến rồi các bạn. Bạn nếu mà có rảnh á, mấy bạn vô phim trường này ha, dắt gia đình bạn bè mình vô đây chụp vài tấm ảnh để làm kỷ niệm ha. Vô để làm những cái view này là thôi, vô chụp là quên cả lối về đấy. Còn đây cửa sổ mình nhìn qua cái lối hồi nãy mình đi á các bạn, cái đường ra. Đẹp tuyệt vời các bạn. Bây giờ mình sẽ dắt các bạn qua bên cái khu Tết quê ha. Cái cầu này là mình đi qua bên chỗ Tết quê nè các bạn. Thì như là nói chung ra Tết quê thì như là cái đó là cái tên gọi thôi. Còn ở bên đây là như là trang trí những cái view như là giống như là Tết quê của mình luôn các bạn. Đây là cái cầu, mình sẽ đi qua cái cầu này ha. Rồi đây là cái khung cảnh ha, vẫn có chiếc xe bò ha. Cặp bên thì có mấy cái bó gôm ha và một dàn mai ha, cây chuối rồi các bạn. Đó, đây là chiếc xe bò. Xe bò này cũng là xưa. Rồi cặp bên đây thì có mấy cái chòi, chòi chanh thì như là cũng bố trí đồ ha. Nè đó, những cái trái bắp rồi những nhánh mai đào. Có những cái view này là mấy bạn vô ngồi đây chụp hình thôi, không còn gì phải nói ha. Bên đây cũng là vẫn là bắp, rồi có gánh bắp luôn ha. Cặp bên thì có những đòn bánh tét, những đòn bánh chưng, có mấy cái nón lá nhỏ nhỏ rất là xinh ha. Còn đằng sau này thì một cái cũng là cái view, cũng là có một cái nhà tranh, có cây mai vàng trước cửa ha. Rồi có những cái tấm liễn câu đối trong đây. Hồi nãy thì mình quay ở cặp bên cái view là của cái nhà thờ ha. Bây giờ mình quay mặt trước nha. Đó, cái mặt trước của cái nhà thờ ha. Cái này là cái view này là mấy bạn cứ vô đây là sau này mấy bạn làm một cái album cưới cực kỳ tuyệt vời luôn các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến vô trong cái khu trong. Khu trong là cũng có những cái nhà tranh vách lá ở trong. Đây là hai bên, có hai bên đường đi là có những cây trúc ha. Có một, ta nói có lụi tre xanh, có hàng trúc đào. Còn đây là có một mái nhà tranh, không biết có mấy trái tim vàng. Đó đằng trước vẫn có cây mai vàng ha các bạn ha. Rồi có một cái nồi bánh chưng hay là bánh tét gì đó. Rồi có hai cái ghế đằng trước, rồi có một bình mai. Rồi cặp bên thì có những cái lu. Một cái chậu sen.
Còn bên kia thì có cái đống rơm hả các bạn ha, với cái máy đập lúa hồi xưa á. Rồi để mình tiến thẳng vô trong cái khu trong nhà này ha. Rồi đằng trước thì cũng có một cái bàn, cái ghế, có cây mai, rồi có một gòn bánh chưng ha. Còn đây là cái gánh này là gánh bắp, mấy trái bắp vàng. Còn vô trong khu trong nhà thì có một cái kiệu, cái vườn. Vẫn có cửa sổ ha. Còn bên đây là có một cái hai tấm liễng. Này là hai cái tấm liễng này là. Rồi chính giữa thì có một cái bình bông và có một cái bình trà. Rồi qua bên cái khu nhà ăn ha. Này là cái khu nhà ăn của Tết quê đây. Vẫn có bàn tre, vẫn có bếp, vẫn có lò, vẫn có mấy củ hành. À, đúng là nhà nhà tranh vách lá hồi theo kiểu xưa hả các bạn ha. Bây giờ nhớ lại mấy cái cảnh này là nhớ quê tuyệt vời luôn. Một thời ký ức tuổi thơ của mình đó. Hồi xưa là nhà mình cũng nghèo vậy đó các bạn. Giống cảnh nhà quê của mình luôn á. Nhà tranh vách lá. Rồi bây giờ mình ra khu ngoài ha. Cái khu ngoài này á thì nói chung như cặp bên đây thì cũng có mấy cái như là cái resort mini á các bạn. Ở đây là có những cái nhà này, nói chung ra là trang trí trong cái nhà này các bạn vô là rất là hiện đại nha. Giống như phim trường mà giống như cái khu nghỉ dưỡng ha các bạn ha. Rồi cái đường này á, là một hồi nữa mình đi thẳng ra cổng trước mà lúc mình đi vô các bạn. Hai bên. Một bên kia là mình qua bên cái khu tòa lâu đài theo phong cách châu Âu á. Còn ở bên đây á, là Tết quê. Cặp bên đây là có những cái biệt thự. Rồi có chiếc xe lam này. Thì chiếc xe lam này không biết Trường Giang chạy vô đây không biết làm gì nữa. Giống với xe của Trường Giang luôn các bạn. Đây, chiếc xe lam này cũng là cổ xưa luôn các bạn. Cái này của Trường Giang thường đi là muốn ăn phải lăn vào bếp á. Còn đây là mình quay cái từ ở bên khu ở bên Tết quê. Mình sẽ quay qua bên cái khu và tòa lâu đài theo phong cách châu Âu. Là mình quay toàn cảnh đó ha. Để cho mấy bạn nhìn thoáng qua coi nó rộng cỡ nào. Cực kỳ là rộng luôn các bạn. Nên là Tết này mấy bạn có nếu mà vô tình đi tới Bình Dương thì hãy đến phim trường này ha, rồi mấy bạn chụp hình. Rất là tuyệt vời luôn. Thôi dưới déo mình đến đây kết thúc nha các bạn. Nếu mà các bạn thấy hay và hữu ích thì cho mình xin một like, một share, một đăng ký để mình có động lực mình làm nhiều video hơn về cảnh sân gửi đến cho các bạn. Rồi chúc các bạn xem video vui vẻ ha. Rồi chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn video sau.